Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ hai ngày 23 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính sau. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. 6 tháng đầu năm, Quảng Bình phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 1.000 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tổ dân phố Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn chú trọng bảo vệ môi trường. Có một bài ca không bao giờ quên. Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội, để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 23 tháng 7, ông Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và ông Lê Thuần Văn, Chánh Văn phòng Hội Doanh nghiệp tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Với tinh thần nghiêm túc đổi mới và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đánh giá một cách toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 và tiến hành thảo luận đề ra 6 nhóm giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội những tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã dành phần lớn thời gian để tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn đối với các đại biểu. Những vấn đề được chất vấn đã bám sát những vấn đề nổi lên ở cơ sở, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của cử tri và được các sở ban ngành giải trình, trả lời cụ thể. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua 9 nghị quyết nhằm tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chính quyền các cấp, căn cứ để xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cả trước mắt và lâu dài. Cử tri huyện Lệ Thủy bày tỏ sự vui mừng trước kết quả của kỳ họp cũng như tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời có một số kiến nghị đề xuất liên quan đến vấn đề thu phí và lệ phí trong cấp đổi sổ đỏ, vấn đề về bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, chế độ chính sách cho giáo viên tham gia phục vụ ở chiến trường miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Nhiều cử tri đề xuất cả cấp cần quan tâm xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Kiến Giang, nhất là đoạn từ cầu Phong Liên đến Hà Cạn thuộc thôn Thường Phong, xã Phong Thủy, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân trước mùa mưa lũ. Xem xét chất lượng cũng như đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường liên xã từ Phong Thủy đến xã Lộc Thủy. Cũng trong sáng nay, tại xã Tân Thủy, huyện Lệ Thủy, ông Trần Văn Tuân, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, bà Trương Thị Phương Lan, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17. Tại buổi tiếp xúc cử tri, sau khi nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo về kết quả kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp những tháng cuối năm 2018, tình hình hoạt động của Hội đồng Nhân dân tỉnh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018. Cử tri huyện Lệ Thủy bày tỏ phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh những tháng đầu năm, đồng thời đề xuất một số vấn đề như việc giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng, hỗ trợ xây dựng cầu cho người dân ở thôn Tân Lộc, xã Tân Thủy, xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, nhất là trên lĩnh vực đất đai, việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Cử tri cũng đã kiến nghị các ngành chức năng cần chú trọng hơn nữa công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí nhằm tạo niềm tin trong nhân dân, nâng cao hơn nữa chất lượng tiếp công dân. Hội nông dân tỉnh vừa phối hợp với Hội nông dân thành phố Đồng Hới tổ chức tập huấn giám sát việc thực hiện pháp luật về quản lý sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp năm 2018 cho cán bộ hội viên Hội nông dân xã Đức Ninh. Tại lớp tập huấn, các học viên được giới thiệu những quy định trong quản lý sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hồ sơ, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các nghị định, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp. Thông qua lớp tập huấn nhằm tuyên truyền, vận động người nông dân không tiêu thụ buôn bán các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng,
đồng thời nâng cao trách nhiệm của các ngành liên quan trong việc thực hiện quy chế giám sát nhằm bảo vệ quyền và lợi ích của người tiêu dùng trong sử dụng vật tư nông nghiệp. Từ đầu năm đến nay, công tác phát triển chi hội và kết nạp hội viên được Hội khuyến học huyện Lệ Thủy chủ trọng thực hiện, đặc biệt là ở các cơ quan, đơn vị. Theo đó, Hội khuyến học huyện Lệ Thủy đã thành lập 6 chi hội khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, kết nạp 867 hội viên mới, nâng tổng số hội viên toàn huyện lên gần 53.000 hội viên. Đến nay, quỹ khuyến học toàn huyện đã huy động đạt trên 8 tỷ đồng. Thời gian tới, Hội khuyến học huyện Lệ Thủy sẽ tập trung phát triển ban khuyến học ở các cơ quan, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập, phối hợp với các ban ngành thực hiện có hiệu quả phong trào học tập suốt đời. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vẫn còn diễn biến phức tạp, tác động xấu đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Qua công tác kiểm tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ và xử lý trên 1.000 vụ vi phạm, trong đó xử phạt vi phạm hành chính trên 890 vụ. Tổng số tiền xử phạt hành chính, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế và tiền bán hàng tịch thu là hơn 27 tỷ đồng. Phần lớn hàng hóa vi phạm được phát hiện chủ yếu gồm ma túy tổng hợp, pháo, gỗ, thuốc lá, rượu, dược phẩm. Theo đánh giá của các lực lượng chức năng, thì thủ đoạn buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng là rất tinh vi, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Thời gian tới, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn trọng điểm như cửa khẩu quốc tế Cha Lo, cửa khẩu Cà Rong, Cảng La, Cảng Danh và các tuyến đường bộ, đường sắt để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các vụ vi phạm. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Minh Hóa đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát luật an toàn giao thông đường bộ. Theo đó, Công an huyện Minh Hóa đã xây dựng kế hoạch tuần tra kiểm soát theo từng chuyên đề lĩnh vực, mở các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Minh Hóa đã tổ chức 443 ca tuần tra kiểm soát với hơn 2.100 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia, phát hiện 990 trường hợp vi phạm, tạm giữ 185 phương tiện và 477 giấy tờ các loại, ra quyết định xử phạt tại chỗ 328 trường hợp với số tiền trên 42 triệu đồng. Nhờ có nguồn vốn vay tín chấp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện, những năm qua, nhiều hội viên cựu chiến binh huyện Quảng Trạch đã vươn lên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Cựu chiến binh Phan Xuân Thủy ở thôn 3 xã Quảng Thạch là một ví dụ điển hình. Hiện nay, gia đình ông Phan Xuân Thủy đang trồng 1 hecta cây hồ tiêu với trên 1.000 gốc, hơn 5 hecta rừng sản xuất với các loài cây bạch đàn và keo lai. Bên cạnh đó, ông Thủy còn nuôi thêm gia súc, gia cầm. Nhờ áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, nên hầu hết cây trồng vật nuôi của gia đình phát triển tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi trừ chi phí, gia đình ông Thủy thu lại hơn 150 triệu đồng một năm. Được biết, hiện nay, Hội cựu chiến binh huyện Quảng Trạch có tổng dư nợ tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện là 79 tỷ đồng với trên 2.300 hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Trong đó có 102 hội viên là thương bệnh binh, 100% hộ vay vốn đều làm ăn hiệu quả và thoát nghèo bền vững. Để tránh những rủi ro do trồng dưa lưới theo phương thức truyền thống, anh Nguyễn Văn Tấn ở thôn 2 Bắc Sơn, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa đã áp dụng trồng dưa lưới trong nhà màng. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng đầu tiên tại xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa của anh Nguyễn Văn Tấn được xây dựng từ tháng 5 năm 2018 với diện tích 500 m². Sau thời gian chuẩn bị đất, xử lý vi khuẩn, anh Tấn đã trồng 1.500 gốc dưa lưới Thái Lan với mật độ 6 gốc trên 1 m². Đây là giống dưa được đánh giá là kén đất trồng. Thế nhưng loài dưa lưới này được anh Tấn trồng thành công bằng phương pháp nhà màng. Mặc dù đây là vụ dưa đầu tiên, nhưng cây phát triển nhanh, tỷ lệ ra hoa đầu quả lớn, trái đồng đều, tổng sản lượng quả ước đạt khoảng 1 tấn. Anh Tấn cho biết khoảng gần 1 tháng nữa, rổ dưa này sẽ đến kỳ thu hoạch, hứa hẹn mang lại một vụ dưa bội thu. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thời gian qua, Ban công tác mặt trận khu dân cư Tân Mỹ, phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn đã tích cực vận động người dân đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường, góp phần làm thay đổi diện mạo khu dân cư. Tổ dân phố Tân Mỹ hiện có 450 hộ với hơn 2.200 nhân khẩu, trong đó có gần 98% dân số là đồng bào Công giáo. Những năm qua, Ban công tác mặt trận khu dân cư Tân Mỹ đã tích cực tuyên truyền vận động nhằm giúp người dân hiểu rõ tầm quan trọng của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đối với đời sống người dân vùng nông thôn. Nhờ vậy,
nên ý thức bảo vệ môi trường của người dân đã được nâng lên rõ rệt, luôn chấp hành việc bỏ rác đúng nơi quy định, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Nói chung là vừa đi bảo vệ môi trường thì cái môi trường chúng tôi cũng được xả nhà cửa chúng tôi cũng sạch sẽ. Bên tổ dân phố chúng tôi thì có tổ thu gom rác thải, mỗi tuần thì họ đi đó gom 2 lần. Thì nói chung chúng tôi cùng thu gom các rác thải chúng tôi thì cũng bỏ đúng nơi quy định thì cũng tạo mọi điều kiện cho họ đi thu cho dễ dàng thôi. Nó có nói chung đường xã chúng tôi biển ra ở bờ biển chung quanh nhà cửa chúng tôi cũng vệ sinh môi trường sạch sẽ. Tôi là người dân của tổ dân phố Tân Mỹ, tôi luôn ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường từ nhà và đường làng ngõ xóm. Hàng tuần có 2 lần thu gom rác, tôi và mọi người trong tổ dân phố luôn ý thức là việc bỏ rác đúng nơi quy định để mọi người cho việc thuận tiện lấy rác ạ. Ban công tác mặt trận tổ dân phố Tân Mỹ đã trực tiếp đến từng hộ dân để vận động ký cam kết thực hiện phong trào 3-0, đó là không đổ rác thải bừa bãi, không phóng uế, vứt xác động vật bừa bãi, không chặt phá cây xanh, thả rong súc vật. Trong thời gian qua, ban công tác mặt trận tổ dân phố Tân Mỹ phối hợp với ban ngân sự tổ dân phố đã tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, làm vệ sinh trong địa bàn tổ dân phố sạch xanh sạch đẹp, và đã tổ chức cái buổi ký cam kết giữa ban ngân sự tổ dân phố, các tổ chức chính trị xã hội ở tổ dân phố cũng như bà con nhân dân. Và trong thời gian tới thì ban công tác mặt trận tổ dân phố tiếp tục tuyên truyền vận động để nâng cao ý thức cho người dân tham gia bảo vệ môi trường. Trên địa bàn tổ dân phố Tân Mỹ cũng như địa bàn phường Hồng Phúc thì đã có tổ thu gom rác thải. Một tuần thì là thu gom 2 lần và bà con đã có ý thức là thu gom, bỏ vào bao bì, bỏ vào điểm tập kết để cho tổ thu gom rác thải dọn về vị trí tập kết. Hiện nay ở Tân Mỹ đã có 95% người dân được sử dụng nước sạch, 100% gia đình có nhà vệ sinh tự hủy. Các gia đình đều có ý thức trong việc giữ gìn khuôn viên sạch sẽ, thoáng mát, tích cực tham gia các hoạt động như quét sòn đường làng ngõ xóm, trồng cây xanh ven đường, khơi thông cổng rãnh. Những kết quả đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường ở tổ dân phố Tân Mỹ đã góp phần tích cực trong việc thay đổi diện mạo nông thôn và phát huy vai trò của ban công tác mặt trận trong việc tập hợp sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển. Dự báo thời tiết Quảng Bình, trưa và chiều ngày 23 tháng 7. Khu vực thị trấn Đồng Lê nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm 69 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm 70 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 69 đến 97%. Khu vực Phong Nha nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 68 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 69 đến 97%. Khu vực thành phố Đồng Hới nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 65 đến 97%. Khu vực thị trấn Quán Hào nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, độ ẩm 67 đến 97%. Khu vực thị trấn Kiến Giang nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có lúc mưa to và dông, nhiệt độ từ 26 đến 28 độ, độ ẩm 65 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng có lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5, độ cao sóng từ 0,75 đến 1,75 m, biển bình thường. Chương trình thời sự trưa nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.